bạn đang đến với chương trình hỏi đáp du học Mỹ của công ty Tân Đại Dương ngày hôm nay. Thì như các bạn cũng đã biết, du học Mỹ là ước mơ của rất nhiều bạn trẻ, các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam. Và để có thể theo đuổi được ước mơ này là điều mà không phải ai cũng có thể dễ dàng thực hiện được. Thì đến với chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với Quế Hương, chuyên viên tư vấn tại Trung học Tân Đại Dương, để có thể cùng với Quế Hương trao đổi rõ hơn về những thông tin xoay quanh vấn đề du học Mỹ là như thế nào các bạn nhé. Xin chào Quế Hương. Chào Mai và các bạn. Quế Hương có thể chia sẻ cho các bạn biết điều kiện để đi du học Mỹ là như thế nào được không ạ? Xin cảm ơn câu hỏi của Ngọc Mai. Thì học sinh Việt Nam thường đi học các chương trình trung học phổ thông, dự bị đại học, cao đẳng, cộng đồng, chương trình đại học và là thạc sĩ. Để học các chương trình trung học phổ thông tại Mỹ thì các bạn cần phải tốt nghiệp lớp 9 tại Việt Nam, đầu vào các chương trình dự bị đại học hoặc là cao đẳng cộng đồng là học hết lớp 12 tại Việt Nam. Đầu vào các trường đại học ở Mỹ thì tương đối khác nhau và phù hợp vào quy định của từng trường. Thông thường bạn sẽ cần phải tốt nghiệp lớp 12 tại Việt Nam đối với điểm từ là 7.0 trở lên, TOEFL IBT là 79 điểm, điểm SAT là 1.500 cho đến là 1.900. Nếu không đáp ứng được một trong số các điều kiện đầu vào của các trường thì bạn phải đăng ký khóa học dự bị đại học 1 năm rồi chuyển tiếp vào năm thứ 2 cho chương trình đại học. Về các chương trình thạc sĩ tại Mỹ thì thường yêu cầu bạn phải có bằng tốt nghiệp đại học tại một số những trường đại học uy tín tại Việt Nam. Một số trường yêu cầu điểm GMAT hoặc là điểm PRE. Và bạn phải đăng ký khóa học khóa dự bị thạc sĩ nếu chưa thể đáp ứng ngay các tiêu chuẩn đầu vào của khóa thạc sĩ về tiếng Anh và GMAT hoặc là điểm PRE. Những bạn học sinh du học chưa đáp ứng được các điều kiện về tiếng Anh đầu vào của các khóa học tại Mỹ thì có thể đăng ký khóa học tiếng Anh trước. Và khóa học tiếng Anh dự bị thường kéo dài trong thời gian là từ 3 tháng, 6 tháng và đến 1 năm tùy từng trình độ hiện tại của học sinh. Ngoài đáp ứng các điều kiện đầu vào của trường thì khi đi du học tại Mỹ, các bạn và gia đình cần phải chuẩn bị tốt về mặt tài chính để chứng minh đủ khả năng chi trả cho quá trình học tập tại Mỹ với lãnh sự quán nữa đó Mai và các bạn. Hương có thể chia sẻ cho mọi người rõ hơn về chi phí du học tại Mỹ là như thế nào để có thể trang trải được vấn đề du học tại Mỹ được không ạ? Nếu học tại các trường trung học phổ thông hoặc là cao đẳng cộng đồng tại Mỹ thì chi phí cho một năm học sẽ khoảng là 5.000 cho đến là 10.000 đô la Mỹ trên một năm. Và nếu học tại chương trình cử nhân hoặc thạc sĩ tại các trường đại học thì bạn cần phải chuẩn bị là 15 cho đến là 25.000 đô Mỹ trên một năm. Và các bạn có thể xem thêm bài viết về chi phí học mà phí về du học Mỹ tại trên trang web của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương là tandaiduong.edu.vn hoặc là tandadvn.com. Thì nếu muốn làm hồ sơ đi du học Mỹ thì chúng ta cần phải tiến hành những bước làm hồ sơ như thế nào để có thể có được một cái hồ sơ hoàn chỉnh ạ? Thì bước đầu tiên đó là về tìm hiểu thông tin. Trước tiên thì các bạn cần phải xác định là sẽ học tại bang nào, học chương trình gì, khả năng tài chính của gia đình có thể chi trả trong mức nào. Và để có được các thông tin hữu ích cho việc lựa chọn thì các bạn có thể lấy được thông tin từ các nguồn sau. Đó chính là tham khảo ý kiến từ người thân, từ người quen đang ở Mỹ hoặc là đã có con cái đi du học Mỹ rồi. Hoặc là liên hệ với một số trung tâm tư vấn du học để được tư vấn. Bên cạnh đó thì các bạn cũng có thể là tham dự các buổi hội thảo triển lãm du học Mỹ được tổ chức thường niên vào tháng 3 hoặc tháng 10 hàng năm. Bước tìm hiểu thông tin nên được thực hiện trước thời điểm dự kiến du học là khoảng từ 12 cho đến là 15 tháng. Kỳ khai giảng chính của các trường ở Mỹ là vào tháng 9 hàng năm. Vì thế bạn có thể tìm hiểu các thông tin từ tháng 6 đến tháng 9 của cái năm trước đó. Và bước thứ hai đó là bạn có thể là nộp hồ sơ cho các trường để xin thư mời nhập học. Sau khi đã lựa chọn được trường và khóa học thì bạn sẽ bắt đầu bước nộp hồ sơ. Bạn có thể lựa chọn là nộp hồ sơ du học qua một đại lý uy tín về du học Mỹ để xin thư mời nhập học là E20. Và các bạn có thể đọc thêm về cách viết thư giới thiệu để đi du học nữa các bạn. Và nếu các bạn đã chắc chắn về việc lựa chọn của mình thì bạn chỉ cần nộp duy nhất cho một trường mà thôi. Nếu không, bạn có thể là nộp cùng lúc cho 2 hoặc là 3 trường để có thời gian như suy xét thêm về lựa chọn của mình. Các trường ở Mỹ là thường thu một khoản phí đăng ký là từ 50 cho đến là 75 đô la Mỹ khi bạn nộp hồ sơ. Và bước thứ 3 đó là bạn phải nộp hồ sơ xin visa và luyện phỏng vấn. Sau khi nhận được thư mời nhập học là E20 của trường mà bạn đăng ký thì bạn sẽ chuẩn bị nộp hồ sơ xin visa và phỏng vấn xin visa du học với đại sứ quán Mỹ. Khi nộp visa thì bạn cần đóng là 200 đô la Mỹ cho phí sơ duyệt E901 và 160 đô phí phỏng vấn cho lãnh sự quán Mỹ. Và các bạn có thể là nhờ một trung tâm tư vấn du học uy tín hướng dẫn cho các bạn về thủ tục phỏng vấn cần thiết và luyện
cái cách mà mình trả lời lãnh sự quán như thế nào sao cho thật là thuyết phục, thật là tự tin về cái phần trả lời của mình. Và cái bước thứ tư đó chính là khi mà có visa và chuẩn bị lên đường. Thì trong buổi phỏng vấn thì sau khi đặt các câu hỏi và nghe câu trả lời của bạn thì đại sứ quán Mỹ sẽ thông báo ngay kết quả phỏng vấn là bạn có được visa hay không. Nếu có visa thì bạn hãy tiến hành các thủ tục để lên đường nhập học. Còn nếu mà chưa đạt visa thì bạn hãy chuẩn bị lại nộp hồ sơ theo yêu cầu của lãnh sự quán và xin phỏng vấn lại đó Mai ạ. Cũng khá là nhiều bước đúng không Hương? Ừ, đúng nhưng rồi. Nhưng mà các bạn cũng chưa có hiểu rõ hơn về hồ sơ bao gồm những gì vậy Hương? Ừ. Về hồ sơ du học thì các bạn cần phải chuẩn bị về giấy tờ học tập. Thì đó là chính là bao gồm là bằng, học bạ hoặc là bảng điểm. Về giấy tờ cá nhân thì các bạn chuẩn bị là giấy khai sinh nè, sổ khẩu, passport, ảnh 5x5 nền trắng. Về giấy tờ về tài chính thì sổ tiết kiệm, xác nhận số dư tài khoản trong ngân hàng nè, sổ đỏ, các giấy tờ về nhà, đất. Ví dụ như là các bạn có xe hơi thì các bạn cũng nộp thêm cái giấy tờ về xe hơi. Các loại giấy tờ thuế cho hoạt động kinh doanh của gia đình hoặc là giấy tờ thuế thu nhập cá nhân của bạn mình muốn đi du học. Vậy thì để hoàn tất một cái hồ sơ hoàn chỉnh thì thường là mất khoảng thời gian bao lâu vậy Hương? Thông thường để hoàn tất một bộ hồ sơ đi du học Mỹ thì các bạn mất khoảng 2 đến 4 tuần để xin được cái thư mời nhập học. Và mất từ 2 đến 4 tuần để luyện phỏng vấn xin visa và hoàn thiện hồ sơ xin visa. Tổng cộng là các bạn sẽ mất là từ 4 đến 10 tuần để hoàn tất một bộ hồ sơ. Và một số trường yêu cầu nộp hồ sơ trước tháng 3 cho kỳ nhập học tháng 9. Vì thế bạn sẽ mất thời gian là khoảng là 6 tháng cho quá trình làm hồ sơ đi du học đó Mai và các bạn. Theo như nhận định của nhiều người thì để có được một cái visa du học Mỹ là điều không hề dễ dàng chút nào. Vậy thì điều này có đúng không Quế Hương? Câu hỏi này quả là một câu hỏi rất là hay đó Mai. Thì mỗi sinh viên cần phải đáp ứng 3 điều kiện cơ bản khi xin thị thực đi du học. Thì 3 điều kiện đó chính là bạn phải có ý định đi du học thực sự nè, gia đình bạn phải có đủ khả năng tài chính hỗ trợ trong suốt thời gian bạn đi du học tại Mỹ, và bạn phải trình bày được cái ý định quay trở về Việt Nam sau khi mà hoàn tất chương trình học của mình tại Mỹ. Và thực tế cho thấy được rằng là 30% số lượng hồ sơ nộp hồ sơ xin visa đi du học Mỹ thì bị từ chối. Vì thế bạn cần phải chuẩn bị rất là kỹ cho việc làm hồ sơ xin visa và trả lời phỏng vấn xin visa. Thì Tân Đại Dương thường giúp sinh viên lên chiến lược trả lời phỏng vấn cho phù hợp với từng học sinh. Và vì thế các bạn hãy liên hệ trực tiếp với công ty du học Tân Đại Dương ngay nếu mà bạn cần được tư vấn về cách thức trả lời khi mà phỏng vấn xin visa là như thế nào. Và hãy để cho chúng tôi giúp bạn lên chiến lược và cái kế hoạch du học của mình thật là rõ ràng, thật là đầy đủ và thật là thuyết phục để các bạn có thể đạt được visa đi du học Mỹ. Khi mà các bạn không may bị từ chối visa thì các bạn phải làm như thế nào vậy ạ? Nếu mà không may các bạn bị từ chối xin visa thì các bạn có thể là xin phỏng vấn xin visa lại. Lãnh sự quán không giới hạn số lần phỏng vấn cho nên là bạn có thể là xin tái phỏng vấn vào bất cứ lúc nào. Và tuy nhiên bạn nên xem xét thật kỹ hồ sơ của mình trước khi mà xin phỏng vấn lần 2. Khi phỏng vấn lại thì các bạn hãy chuẩn bị trả lời thật là thuyết phục về cái phần câu hỏi là bạn đã có gì khác so với lần phỏng vấn trước hay là không. Và các bạn có thể đọc thêm về những lý do bị từ chối xin visa du học Mỹ trên trang web của Tân Đại Dương theo địa chỉ là tandaiduong.edu.vn để các bạn có thể tham khảo thêm về cái nguồn thông tin này ha các bạn. Vậy thì không phải là khi bị từ chối visa là chúng ta không có cách để khắc phục đúng không? Quan trọng là chúng ta phải cố gắng đúng không? Đúng rồi. Vậy thì trong trường hợp các bạn có người thân đang định cư tại Mỹ thì điều này có ảnh hưởng tới cơ hội các bạn có được cấp visa du học Mỹ không ạ? Có ảnh hưởng hay không là còn tùy thuộc vào hồ sơ của các bạn trên thực tế là như thế nào. Tuy nhiên nếu mà có người thân tại Mỹ thì bạn cần phải là khai rõ mối quan hệ của người đó với lãnh sự quán khi mà các bạn xin visa. Bạn cần chứng minh được là dù là có người thân ở Mỹ hay là không, bạn và gia đình vẫn phải hoàn toàn lo được các khoản chi phí cho quá trình mà bạn đi du học. Và kế hoạch học tập của bạn nó phải là hết sức rõ ràng và phù hợp với là năng lực học tập của các bạn. Bên cạnh đó thì các bạn cũng phải là trình bày được cái ý định quay trở về Việt Nam. Ví dụ như là có một cái kế hoạch nghề nghiệp rõ ràng trong tương lai, hoặc là các bạn có mối quan hệ gắn kết với gia đình tại Việt Nam rất là lớn, cho nên là các bạn là không muốn định cư tại Mỹ, thì điều này sẽ tạo nên được một cái sức thuyết phục khi mà phỏng vấn xin visa lãnh sự quán. Vì thế lãnh sự quán nó sẽ dựa vào đó là lãnh sự quán cấp visa cho mình. Vậy thì chúng ta phải thuyết phục lãnh sự quán rằng chúng ta sẽ trở về Việt Nam khi mà chúng ta kết thúc khóa học đúng không Hương? Đúng rồi. Vậy thì Quế Hương có thể giải thích rõ hơn về những ràng buộc tại Việt Nam để có thể chứng minh cho lãnh sự quán biết rằng sau khi kết thúc khóa học tại nước ngoài thì các bạn sẽ quay trở về Việt Nam được không ạ?
Những ràng buộc là các khía cạnh cuộc sống của bạn, ràng buộc bạn với nơi mà mình đang cư trú, bao gồm là các mối quan hệ gia đình, công việc và tài sản. Trong trường hợp bạn còn nhỏ tuổi chưa thể thiết lập được những ràng buộc nói trên thì viên chức lãnh sự sẽ xem xét trình độ học vấn, điểm số học tập, nghề nghiệp của cha mẹ bạn và những cái kế hoạch dài hạn cũng như là triển vọng của bạn ở Việt Nam trong tương lai nhìn là như thế nào. Vì mỗi người, mỗi hoàn cảnh khác nhau, do đó là sẽ không có bất kỳ câu trả lời cụ thể nào để chứng minh là những ràng buộc này đó mà. Quý Hương nè, hiện tại thì có rất là nhiều bạn học sinh đang theo học chương trình lớp 10 tại Việt Nam á. Nhưng mà các bạn ấy thắc mắc là hiện tại các bạn ấy muốn đi du học tại Mỹ thì ngay tại bây giờ được không ạ? Các bạn có thể đi du học Mỹ ngay từ khi các bạn đủ 16 tuổi tại các trường cao đẳng cộng đồng của Mỹ và có chương trình cấp bằng kép. Đó là chương trình vừa hoàn thành chương trình trung học phổ thông mà vừa hoàn thành chương trình cao đẳng cộng đồng chỉ trong vòng 2 năm. Nếu bạn đi du học Mỹ ngay từ lớp 10 thì bạn sẽ tiết kiệm được thời gian học năm lớp 11 và lớp 12 tại Việt Nam. Và sau 2 năm học, bạn vừa có bằng trung học phổ thông tại Mỹ và các bạn vừa có bằng cao đẳng cộng đồng và có thể chuyển tiếp lên chương trình đại học nếu mà bạn muốn lấy bằng cử nhân nữa đó Mai và các bạn. Có thể nói thì đây là điều kiện tốt cho các bạn nào mà đang muốn ấp ủ ước mơ du học ngay từ bây giờ đúng không Hương? Đúng rồi. Hiện tại thì đang có rất là nhiều học bổng hấp dẫn tại các trường đại học danh tiếng công lập của Hoa Kỳ. Mà những cái học bổng này thì rất là thu hút các bạn học sinh, sinh viên tại Việt Nam. Vậy thì Quế Hương có thể chia sẻ cho mọi người biết làm thế nào để có thể đạt được những học bổng này và điểm số thì đòi hỏi bao nhiêu vậy để có thể có học bổng không ạ? Các trường đại học tại Mỹ thì luôn được đánh giá rất là cao nên rất ít khi có học bổng dành cho sinh viên bản xứ và sinh viên quốc tế, hoặc cũng có chỉ là những suất học bổng nhỏ để hỗ trợ cho học sinh Việt Nam. Nếu bạn muốn đạt được các suất học bổng này thì bạn cần phải đáp ứng đủ yêu cầu đầu vào của trường về IELTS, TOEFL hoặc là SAT. Ngoài ra GPA đó chính là điểm số trung bình học tập của bạn cần phải là lớn hơn là 8.0. Và các bạn cũng cần phải viết một bài essay thể hiện là bản thân thật là tốt để mà đạt được cái học bổng đó. Quý Hương nè, các bạn nên xin visa Mỹ trước bao lâu và cái tiến trình đến Mỹ là thời gian nào vậy ạ? Các bạn có thể xin visa Mỹ trước 3 tháng so với kỳ nhập học và bạn có thể đến Mỹ trước 1 tháng so với ngày nhập học ghi trên I-20 và các bạn không được phép tới Mỹ sau ngày nhập học đó các bạn. Vậy thì điều cuối cùng Quý Hương có thể chia sẻ cho các bạn biết là các bạn nào tại Hoa Kỳ thì các bạn lựa chọn để theo học nhiều nhất vậy ạ? Học sinh quốc tế cũng như học sinh tại Việt Nam ấy thì thường đến Mỹ tập trung đông nhất tại bang California. Và cái thứ hai đó chính là bang Texas và thứ ba là bang Washington đó các bạn. Đó là những thông tin khá là bổ ích mà công ty Tân Đại Dương muốn gửi tới các bạn trong chương trình Hỏi Đáp Du học Mỹ ngày hôm nay. Xin cảm ơn Quý Hương rất là nhiều. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Hỏi Đáp Du học Mỹ ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.